Luật đất đai sửa đổi được ban hành, đất trồng lúa có lên cơn sốt như mạng đồn hay không? Sau khi mà luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, thì liên tục trên mạng xã hội nhiều tài khoản cá nhân của các cái chuyên gia dạy đầu tư tự phong, nhiều môi giới đăng tải các clip tuyên truyền về cơn sốt của đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa. Nào là được chuyển đổi, là doanh nghiệp được mua đất lúa còn quá rẻ vân vân, nghĩa là đất trồng lúa sẽ rất hot và tăng giá mạnh sau khi luật sửa đổi được áp dụng. Tuy nhiên, những quy định và tinh thần của luật lần này không thực sự như vậy. Cụ thể, Điều 177 mở rộng hạn mức đất chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất. Điều 177 và 192 về tích tụ đất nông nghiệp và tập trung đất nông nghiệp. Điều này giúp nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, đảm bảo an ninh về lương thực. Quy mô sản xuất hàng hóa nông sản lớn nhằm thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 phát triển 1 triệu hecta đất chuyên canh lúa chất lượng cao. Thứ hai là tại điều 45 thì cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt khi mà nhận chuyển nhượng, nhận cho tặng đất trồng lúa quá cái hạn mức theo quy định là 3 ha đối với khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, 2 ha với các tỉnh khác. Như vậy thì mặc dù có sự thông thoáng hơn về đối tượng và hạn mức, nhưng nhận chuyển nhượng đất lúa thì phải có phương án đầu tư sản xuất trên cơ sở đúng mục đích sử dụng đất, không phải mua rồi chia tách chuyển đổi tăng giá như mạng nói các bạn nha.